Dạ em chào cả nhà mình ha. Như vậy là em mới cài Isuki TX 2050 12 cầu tay lái trợ lực cũng đã tìm được về bên chủ mới rồi cả nhà mình ha. Và em nói sẽ về mần dâu ở thôn Sơn Thành 2, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ha cả nhà mình ha. Thì mấy anh trai mình đây đã có xem rất là nhiều video trên kênh YouTube Sinh Vlog Bình Phước của em ha. Và vào trưa hôm nay cụ thể là khoảng 11 giờ kém ha cả nhà mình ha. Thì mấy anh trai mình đây có đến kho bãi của nông ngư cơ Tư Mì ha, chi nhánh 2, địa chỉ ở khu phố 4 thị trấn Tân Thành, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương để xem xe. Hiện tại thì cả nhà mình cũng có thể quan sát là chú Lộc quản lý kho bãi của nông ngư cơ Tư Mì chi nhánh 2 ha cả nhà. Đã lắp bình vào để test thử em nó cho mấy anh trai mình xem ha cả nhà mình ha. Thì sau khi chú Lộc quản lý kho bãi của nông ngư cơ Tư Mì để em nó nổ lên ha, thì mấy anh trai mình đã cũng có ngắm nghía ha, cũng như là đã nói chung là xem ngắm em nó một xíu ha. Và anh trai chủ mới em nó cũng đã quyết định chốt ngay em nó cả nhà, chốt ngay trong vòng 1 phút 30 giây thôi cả nhà mình ơi. Và theo lời chia sẻ của chú Lộc quản lý kho bãi của nông ngư cơ Tư Mì chi nhánh 2 thì chú Lộc có bảo rằng mấy anh trai mình cởi một vòng chạy test thử đi cả nhà. Nhưng mà anh trai mình bảo là không cần chạy test thử đâu cả nhà mình ơi. Anh trai mình chỉ cần nhìn cái tướng xe thôi là biết xe nó chất cả nào rồi cả nhà mình ơi. Anh trai mình còn bảo là hả đã xem video trên kênh YouTube Sinh Vlog Bình Phước rất là nhiều rồi. Và đã thấy anh Tư Mì test thử cầu trước cũng như là test chạy đồ này nọ em Isuzu TX 2050 hai cầu tay lái trợ lực này rồi cả nhà mình ơi. Nên anh trai mình cũng không cần test lại ha. Với lại là anh trai mình có bảo là nhìn cái tướng con xe đứng thôi là anh trai mình biết là độ chất của em nó rồi. Nó có ngon hay không là anh trai mình đã biết rồi ha. Thì cái nhà mình đã xem đến đây thì hãy tặng cho anh trai mình một like ha. Vì anh trai mình đây là một người đàn ông rất là quyết đoán cả nhà mình ha. Đừng ngại ngùng chi mà không tặng cho anh trai mình một like ha cả nhà mình ha. Thì cái nhà mình đang xem đoạn video được chiết xuất từ camera của nông ngư cơ Tư Mì chi nhánh 2, địa chỉ là khu phố 4 thị trấn Tân Thành, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương. Thì phía bên nông ngư cơ Tư Mì còn rất là nhiều máy cài đang chờ đón cô chú anh chị em mình đến xem xe cũng như là mua xe về sử dụng. Cả nhà mình cũng có thể bấm vào cái số điện thoại hiện trên màn hình để gặp trực tiếp bên Tư Mì để biết thêm thông tin chi tiết về máy cài mà mình yêu thích cũng như là xuống cọc chốt em nó và rước em nó về mần dâu hơn cả nhà mình ha. Và như vậy thì sau khi đã ngắm nghía một vòng tròn em nó ha, thì anh trai mình cũng đã quyết định chốt em nó trong vòng 1 phút 30 giây ha cả nhà mình ha. Thì mọi thủ tục thanh toán cũng đã xong ha cả nhà. Hiện tại thì anh trai tài xế xe tải sẽ di chuyển em nó lên xe tải và sẽ đưa em nó về thôn Sơn Thành 2, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để mần dâu ha cả nhà mình ha. Và mấy anh trai mình cũng không quên test lại ben cả nhà, cũng như là test lại những chức năng hoạt động nè, những công năng tiện ích cũng như là đèn đuốc đồ này nọ của em nó ha, trước khi đưa em nó lên xe tải và đưa em nó về Bù Đăng để mần dâu ha cả nhà mình ha. Thì đại diện nông ngư cơ Tư Mì xin cảm ơn anh Minh rất là nhiều ha. Cảm ơn anh trai đã ủng hộ nông ngư cơ Tư Mì, cảm ơn anh trai đã chốt em máy cài Isuzu TX 2050 hai cầu tay lái trợ lực này ha. Và em cũng không có gì hơn, em xin chúc anh trai về dùng lâu dùng bền cũng như là xin chúc anh trai mần ăn phát tài phát đạt ha anh trai ơi. Cả nhà mình khi xem video mà thấy em máy cài nào phù hợp với công việc của mình á, cũng như là thấy ưng cái bụng á, thì cả nhà mình hãy liên hệ với anh Tư Mì qua cái số điện thoại em để trên màn hình ha, để gặp trực tiếp anh Tư Mì để biết thêm thông tin chi tiết về máy cài mà mình yêu thích cũng như là xuống cọc chốt em nó và rước em nó về mần dâu hơn cả nhà mình ha. Và còn bây giờ thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ hơn cả nhà mình ơi.